chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em được gặp nhau ở môn toán lớp 5 với bài học là hát toa. Như chúng ta đã được học bằng đơn vị đo diện tích, tuy nhiên trong thực tế người ta còn dùng một đơn vị khác khi đo diện tích ruộng đất, đó là hecta. Và trang tiết học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về nội dung này qua cái bài học là hecta. Thông thường khi đo diện tích ruộng đất thì người ta còn dùng đơn vị hecta, và hecta được viết là hoa. Một hoa thì bằng một hectomet vuông, như vậy một hecta chính là bằng một hectomet vuông, chính là đơn vị hectomet vuông, và một hoa thì sẽ bằng 10.000 mét vuông. Như vậy các em ghi nhớ điều này cho cô. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang phần làm các bài tập. Rồi, bài tập số 1 là yêu cầu các em là viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A là bốn hoa thì bằng bao nhiêu mét vuông? Như vậy chúng ta biết một hoa thì bằng 10.000 mét vuông. Như vậy bốn hoa như vậy thì bằng bao nhiêu mét vuông? Thì em phải lấy 4 em nhân cho 10.000. 4 mà nhân cho 10.000 thì em thêm 4 số 0 vào phía sau số 4. Như vậy chúng ta sẽ được là 40.000 ha. Đó. 40.000 mét vuông chứ. 4 hoa là sẽ bằng 40.000 mét vuông. Rồi tiếp theo, 20 hoa thì bằng bao nhiêu mét vuông? Thì chúng ta cũng nhân cho 10.000. Thì chúng ta nhân 10.000 thì chúng ta sẽ thêm 4 số 0 vào sau cái số 20 này. Chúng ta viết số 20 nè. Và chúng ta thêm là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 số 0 vào. Như vậy chúng ta được 200.000 mét vuông. Tiếp theo, 1 km bằng bao nhiêu hoa? Km bằng bao nhiêu hoa? Như vậy chúng ta biết là km trong bảng đơn vị đo diện tích thì km rồi tới hectomet vuông. Như vậy hectomet vuông đây chính là hoa. Như vậy người ta hỏi là 1 km bằng bao nhiêu hoa, tức là 1 km sẽ bằng bao nhiêu hecta. Chúng ta thấy từ đơn vị đo diện tích lớn xong đổi sang đơn vị đo diện tích bé hơn tiếp liền thì mình nhân cho 100, thì ở đây chúng ta sẽ bằng là gì? 100 hoa. 1 km vuông sẽ bằng 100 hoa. Tiếp theo, 15 km vuông bằng bao nhiêu hoa? Thì em nhân cho 100. 100 là 15 mà nhân cho 100 là thêm 2 số 0 vào phía sau, là chúng ta được là 11.500. Rồi, 1/2 hoa là bằng bao nhiêu mét vuông? Như mình đã biết là 1 hoa là bằng 10.000 mét vuông. Như vậy 1/2 hoa là chúng ta lấy 1/2 chúng ta nhân cho 10.000. 1/2 mà nhân cho 10.000 là sẽ bằng 10.000/2. 10.000/2 mà chia cho 2 là chúng ta sẽ được 5.000 mét vuông. Rồi tiếp theo, 1/100 hoa là bằng bao nhiêu mét vuông? 1/100 hoa bằng bao nhiêu mét vuông? Thì em cũng lấy 1/100 em nhân cho 10.000. 1/100 nhân cho 10.000 thì sẽ bằng là 1 mà nhân cho 10.000 là thành 10.000 này. Và dưới mẫu là như vậy, chúng ta thấy 10.000 mà chia cho 100 là chúng ta bỏ mấy số 0? Đây 1, 2 số 0 thì trên này cũng bỏ 2 số 0. Như vậy chúng ta còn 100. Như vậy sẽ bằng 100 mét vuông. Tiếp theo, 1/10 km vuông bằng bao nhiêu hoa? Như vậy 1 km vuông lúc nãy chúng ta đổi là bằng 100 hoa. Như vậy 1/10 km vuông thì chúng ta nhân cho 100. 1/10 mà nhân cho 100 là bằng 100/10. 100/10 tức là 100/10. 100/10 thì chúng ta bỏ một số 0 thì chúng ta còn lại là 10 hoa. Rồi 3/4 km vuông bằng bao nhiêu hoa? Thì 1 km vuông thì bằng 100 hoa. Như vậy 3/4 thì em lấy 3
phần tư km vuông bao nhiêu ha, thì em lấy 3 phần tư em nhân cho 100 nè, 3 phần tư nè nhân cho 100, rồi 100 là có mẫu là 1 thì tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, như vậy 3 nhân 100 là chúng ta được 300 nè, dưới này là 4 nè, 300 mà chia cho 4, chia 4 30 chia 4 là được 7 lần, 7 nhân 4 28, 30 trừ 28 là bằng 2 hoặc không, 20 chia 4 là được 5, 5 nhân 4 20, 20 trừ 20 bằng 0, như vậy kết quả là bằng 75. Như vậy 3 phần 4 km sẽ bằng 75 hoa. Rồi chúng ta đi qua câu B. Câu B là 60 mét vuông thì bằng bao nhiêu hoa? Như vậy lần này là chúng ta đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn. Đơn vị đo diện tích nhỏ sang đơn vị đo diện tích lớn, nhưng mà nó không có liền kề. Ở đây chúng ta thấy mét vuông mà đổi sang hoa là phải qua đề qua mét rồi hectomet, như vậy qua tới ba đơn hai đơn vị nên chúng ta phải chia cho 10.000 thì chúng ta bỏ 4 số 0. Là chúng ta có số đài 60.000 thì chúng ta chia cho 10.000 thì chúng ta sẽ bỏ 4 số 0 phía sau đi, thì lại là còn 6 hoa. Rồi tiếp theo 800.000 mét vuông bằng bao nhiêu hoa, thì 800.000 mét vuông bằng bao nhiêu hoa là từ đơn vị đo diện tích nhỏ em đổi sang đơn vị đo diện tích lớn hơn, nhưng mà nó không có tiếp liền, nó cũng qua hai đơn vị đo diện tích, thì em phải chia cho 10.000. 800.000 mà em chia cho 10.000 là em phải bỏ, bởi vì 10.000 là phía sau của nó là có 4 số 0, nên ở đây em cũng bỏ 4 số 0. Trần sau 800.000 là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Như vậy em còn lại là 80.000 hoa. Là 80 hoa. Còn lại là 80 hoa. Rồi, tiếp theo. 18 hoa bằng bao nhiêu km vuông? 18 hoa bằng bao nhiêu km vuông là từ đơn vị đo diện tích nhỏ đổi sang đơn vị đo diện tích lớn hơn tiếp liền, là chúng ta chia cho 100. Như vậy 18.000 mà hoa chia cho 100 là chúng ta bỏ 2 số 0 phía sau, là chúng ta còn lại là 18 km vuông. Rồi câu tiếp theo là 27.000 hoa bằng bao nhiêu km vuông, thì chúng ta cũng đổi từ đơn vị đo diện tích nhỏ sang đơn vị đo diện tích lớn hơn tiếp liền, bởi vì hoa đây chính là hecto mét vuông. Tiếp liền thì chúng ta phải chia cho 100, cũng giống như câu trên này, chia cho 100, 27.000 mà chia cho 100 thì chúng ta thấy 100 phía sau nó có hai chữ số 0, thì chúng ta bỏ ở 27.000 đây hai chữ số 0 ở phía sau này, 1 này, 2 này. Như vậy chúng ta còn là 270 km vuông. 270 km vuông. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là đề bài tập số 2 như sau. Diện tích rừng Cúc Phương là 22.200 ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là km vuông. Như vậy thì thật ra là em đổi thôi. Bài toán này thực chất là yêu cầu các em là làm điều gì đây? Là đổi. Đổi 22.200 hoa này ra đơn vị đo là km vuông. À, thì em vẫn em đổi bình thường thôi, có gì đâu. Em đổi như vậy cho cô. Làm 22.000. Mình viết này 22.200 hoa đổi sang km vuông. Km vuông. Như vậy từ hoa mà đổi sang km vuông là từ đơn vị đo diện tích nhỏ đổi sang đơn vị đo diện tích lớn hơn tiếp liền, bởi vì hoa chính là hecto mét vuông, mà hecto mét vuông thì nó liền kề với km vuông, nên đó là đơn vị đo diện từ đơn vị đo diện tích nhỏ đổi sang đơn vị đo diện tích lớn hơn tiếp liền, thì mình chia cho 100. Như vậy 22.200 hoa này em chia cho 100 thì em bỏ mấy số 0? À, em phải bỏ 2 số 0 đúng không?
Như vậy chúng ta còn 222 km2. Như vậy cơ bài số 2 đáp số của chúng ta là như thế này thôi. Chúng ta làm vậy thôi. Rồi, bài số 3. Bài số 3. Đúng ghi đờ xe ghi sờ vào phía sau vào những ô đây. Như vậy câu A là có 85 km² bé hơn 850 hoa. Như vậy đúng hay xe? Để biết đúng hay xe thì em phải đổi ra cùng đơn vị thì em mới so sánh được rồi mới biết được là đúng hay xe. Ở đây 85 km² mà chúng ta đổi sang hoa đi. Đơn vị lớn đổi diện tích lớn đổi sang đơn vị đo diện tích bé nè. Mà ở đây đổi từ km vuông sang hoa tức là đổi sang hecto mét vuông là đơn vị đo diện tích tiếp liền với nhau. Như vậy chúng ta thêm hai số 0 vào phía sau 85 bởi vì chúng ta nhân đúng không? 1 km vuông thì bằng 100 hoa thì chúng ta phải nhân cho 100. Chúng ta nhân cho 100 là chúng ta thêm hai số 0 vào phía sau. Rồi như vậy chúng ta được là 8.500 hoa. 8.500 hoa em so sánh với lại 850 hoa em thấy người ta điền dấu bé đây là xe rồi. Như vậy chỗ đây em điền chữ sờ. Để em viết chữ sờ vô đây. Được chưa? Tiếp theo. Bài tiếp theo là câu B. 51 hoa lớn hơn 60.000 mét vuông thì em đổi ra thôi, em đổi ra đơn vị đo là mét vuông hoa này nè, em đổi ra 51 hoa em đổi ra mét vuông, 51 hoa em đổi ra mét vuông để em xem thử. Bây giờ 51 hoa là hecto mét vuông thì phải qua từ đơn vị đo diện tích lớn đổi sang đơn vị đo diện tích bé hơn không có tiếp liền. Nó từ hoa mà qua mét vuông là phải qua đề ca mét rồi mới tới mét vuông. Như vậy qua hai đơn vị đo như vậy mình phải nhân cho 10.000. Nhân cho 10.000 tức là mình thêm 4 số 0 vào sau 51 này. 51 chúng ta viết lại và chúng ta thêm 4 số 0 vào. Vậy chúng ta sẽ được là 510.000 mét vuông. 510.000 mét vuông đúng không? Chỗ đây là em đổi được là 510.000 mét vuông. Đây, 510.000 mét vuông, em so sánh với lại 60.000 mét vuông thì em thấy người ta điền dấu lớn. Bài này đúng rồi, đúng không? Dấu lớn. Chính xác, như vậy chúng ta sẽ điền chữ D vào đây. Rồi tiếp theo câu C là 4 đề xi mét vuông, bả xăng ti mét vuông sẽ bằng 4 bả phần 10 đề xi mét vuông. À, chúng ta xem thì đúng hay sai. Bây giờ ở đây nhiệm vụ của chúng ta sẽ đổi chỗ này ra, đổi cái phần bên này ra xem thử decimate vuông thử nó có giống bên đây không. Nếu bàn giống như bên đây thì chúng ta đặt dấu bàn đúng, còn nếu như không đúng là người ta đặt dấu bàn sai rồi. Bây giờ chúng ta đổi là 4 decimate vuông, mình đổi ra 3 cm vuông, mình đổi ra decimate vuông ngang. Bây giờ đổi ra decimate vuông thì ở đây 4 decimate vuông chúng ta giữ nguyên này bởi vì nó cùng đơn vị đo. Và chúng ta cộng cho 7 cm vuông mà đổi sang decimate vuông là từ đơn vị đo diện tích nhỏ đổi sang đơn vị đo diện tích lớn đây. Sang tây mà đổi sang dc là lớn tiếp liền, như vậy mình phải chia cho 100. Ở đây 7 mà chia cho 100 thì sẽ được là 7 phần 100. 3 phần 100 decimate vuông và mình viết thành gộp lại thành cái hỗn số là 7 và 7 phần 100 decimate vuông. Rồi chúng ta xem thử đúng hay sai nghe. Đây chúng ta đổi ra được như thế này mà người ta điền dấu bàn ở bên đây là bả và bả phần 10 decimate vuông, như vậy người ta điền dấu bàn vô đây có hợp lý không? À, không hề hợp lý bởi vì đây chúng ta đổi được chỗ này. Và bên đây thì bảng này không đâu có bằng với nhau đâu.
nên không hợp lý, không đúng này, chúng ta viết chữ sờ vào đây. Rồi, xong. Xong bài 4, bài 3. Bây giờ cô và các em cùng chuyển sang bài số 4. Đề bài số 4 là diện tích một trường đại học là 10 ha. Tòa nhà chính của trường được xây dựng trên mảnh đất có diện tích bằng 1/40 diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông? Như vậy để biết được diện tích của một diện bài toán này cho chúng ta biết là diện tích của một trường đại học là 10 ha. Mà tòa nhà chính để xây dựng cái trường đại học của trường đại học được xây dựng trên mảnh đất có diện tích là bằng 1/40 diện tích của trường, tức là bằng 1/40 diện tích của trường là bằng 1/40 của 10 ha này. Bây giờ người ta hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây cái tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông? Tức là em sẽ lấy gì? 12 hoa này em nhân cho 1/40 là đi tìm phân số của một số đó chúng ta đã học rồi. 12 này chúng ta nhân cho 1/40. Mà ở đây đơn vị đo diện tích là bao nhiêu mét vuông thì em phải đổi ra là mét bao nhiêu mét vuông ngang. Cái bên đây là đơn vị là hoa ngang. Nên trước khi làm thì em phải đổi ra mét vuông đi. Em đổi ra mét vuông, 12 hoa này đổi ra mét vuông rồi sau đó em thực hiện nhân với 1/40 là nó sẽ ra số để cái diện tích mà cần phải dùng để xây cái tòa nhà. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài vẽ như sau. Bài 4. Bài 4 nè. Bài giải. Bài giải. Chúng ta ngon cái chữ bài giải này lại nha. Rồi, lời đầu tiên là chúng ta phải đổi ra cho cô, bởi vì cái câu hỏi của người ta là bô xây, hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bô như mét vuông, nên chúng ta phải đổi 12 hoa này ra mét vuông cho cô. 12 hoa. 12 hoa sẽ bằng bô như mét vuông. Như vậy từ đơn vị từ hoa mà đổi sang mét vuông. Đây. Hoa đây, đổi sang mét vuông đây. Như vậy là phải qua đề có mét vuông. Rồi tới mét vuông đúng không? Như vậy là em phải là nhân tới 10.000. 10.000 thì ở đây em sẽ thêm 4 số 0 vào. 12 hoa. 12 và chúng ta thêm 4 số 0 vào sau. Như vậy là được 120.000 mét vuông. Rồi chúng ta ghi câu lời giải là diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là, chúng ta sẽ lấy 120.000 mét vuông, chúng ta nhân với 1/40, bởi vì diện tích của mảnh đất nó sẽ bằng 1/40 diện tích của trường, mà diện tích của trường là chúng ta đổi lại đây, nên chúng ta nhân đổi ra là 120.000 này. Hoa nên chúng ta lấy 120.000 hoa đây, chúng ta nhân cho 1/40 thì cũng được 40. Rồi như vậy là chúng ta sẽ bằng bao nhiêu, tức là bằng 120.000 nhân cho 1 là bằng 120.000 /40. Rồi chúng ta thực hiện phép chia ra với nhóm. 120.000 chia cho 40
Ở đây chúng ta thấy có một số 0 bên này. Và thì chúng ta bỏ đi, mỗi bên một số 0. Vậy chúng ta thực hiện phép chia. Lấy 12 mình chia cho 4 là được 3. 3 nhân 4 12, 12 trừ 12 bằng 0. Chúng ta tới đây là chúng ta tính được, tính này phía sau là 1 2 2 3 chữ số 0 chúng ta thêm vào đây thôi cho nó nhanh. Rồi như vậy kết quả chúng ta là được 3.000. Chúng ta ghi vào đây cho cô là 3.000 mét vuông. Và đáp số số là 3.000 mét vuông. Rồi như vậy là cô và các em đã làm xong bài tập số 4 và cũng đã hoàn thành xong tiết học của ngày hôm nay, đó là hectare. Qua bài học này thì chúng ta cần phải ghi nhớ cho cô là ngoài khi mà ngoài cái dùng cái bảng đơn vị đo diện tích để ghi tên khi mà đo diện tích của đất hay là đất ruộng thì người ta còn dùng là đơn vị là hectare. Thì chúng ta phải biết được là 1 hectare tức là bằng 1 hectare mét vuông, và 1 ha thì bằng 10.000 mét vuông. Đó. Rồi, các em đã hoàn thành xong và cô cũng đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ cô chúc các em là học tập thật là tốt và chúc các em xem video vui vẻ và nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cô với nhé. Tạm biệt các em.